Lúc vào vô đủ thì quý vị cho hay ha, Tân với Lập rồi đó. Rồi nhờ Tân gửi cái link của cái tài liệu này lên ha, để ai đồng cũng có thể xem dễ. Tài liệu này cái phần này có tiêu đề, có đề mục, thành ra hãy đánh đề mục lại những cái nào ấy là thầy thêm vô cho tôi một tím, cái nào là sẽ góp trong sách đi cái gì theo cho dễ. Ừ, cái này đâu phải là thầy soạn tài liệu đâu, cái này thầy lấy tài liệu của dự giác á, dự ghi lại các cái bài giảng của sư Sáng Nhiên. Cái thì lấy cái tài liệu đó thì dạy, chứ không phải là thì soạn ra, thành ra nó nhanh có đó. Để phân tích những cái chỗ đó bổ túc rộng, đưa vào dụng dân à. Nên ra môn này nó nhẹ. Đấy, môn này nó đâu có nặng như môn Bách Thanh Á kia đâu. Trời ơi, Bách Thanh Á kia mệt mỏi lắm. Môn này thì nhẹ nhàng, học thoải mái, giảng rộng khắp lắm, nên yên tâm. Ai à, không biết bao nhiêu người là đã qua, biết bao nhiêu người đã đi qua cái lớp này á, tới giờ cái lớp này nó còn chứ, những người đó thử ban đầu đó nhìn lại không còn ai hết, còn có ông thầy dạy thôi à. Cái đời nó nhanh nhanh vậy đó, đời nó vô thường á. Quý vị cứ hỏi ha, gì thêm mà hỏi nha, mình nhân cũng có cái điều kiện mình học đó. Thì mình cứ hỏi thoải mái, mình chờ đồng bào vô xíu. À, lớp này thì dạy từ năm năm nào vậy? Lớp này thì dạy từ năm lớp rồi đó. Nhớ năm nào nữa. Nhớ năm nào. Năm mà giờ chút nó ra trường rồi, lúc đó trước nó dùng 2 lớp 12 24 này thì đó là 19 29 hay 20 rồi đó.
Từ nhi là từ 20 ha. Ở quý vị âm thanh có nghe rõ không? Hơi giật hả? Hồi nãy đó cái mạng thì đó không có mở được luôn á. Để thì coi cái đầu vô của nó. Rồi, cái này nó mới đẹp nè. Rồi, anh đẹp rồi đó. Đẹp chưa? Nghe rõ hết ha. Rồi, ok. Thì nhạc thì quên, tại vì cái máy thì nó hai cái micro. À, thì ra thì nếu mà quên nó tự động nó lấy cái micro mà gắn vô trong máy đó. Đọc file không hiểu gì hết hả? Không sao con, mình vô mình học mình hiểu à. Lớp này con bé nãy thấy em bé khủng long vô lớp dưới lộn lớp à. Rồi, bên Trang đó nghe rõ chưa? Bên Trang nghe rõ chưa? Trang lít cái chuột phải vô trong cái chỗ cái hình cái file của cái chỗ thầy đó, cái kéo cái âm thanh nó to lên à, là mình sẽ được có cái âm thanh nó to lên á. Nói quý vị cứ cứ hỏi gì đó, hỏi gì thoải mái ha. À, rồi cái mình chờ tí đọc báo vô đủ rồi cái mình học. Thì ước ước chi đó, mấy ước chi mà mấy cái lớp mà siêu lý đó hay là Bách Thanh Á kia đó mà quần chúng đông gì cũng vui. Mà đó mấy cái lớp kia đó quần chúng ít quá à. Toàn quay qua quay lại đó. Diễn viên chính không à, không có diễn viên quần chúng. Như cái lớp siêu lý mới vừa rồi đó, cái thầy lên lớp cái con bị hụt hết hai người nữa. bị thiếu nữa. Cái gì đó mà học hành đó mà có thi cử đó là hai ta cũng ngán hết à. Mà cái chi đó mà mình học hành đó mà mình cứ vô nghe thôi à, thoải mái thì đồng lắm học như đi nghe pháp thoại đó thoải mái đó. Còn học mà mình thi cử ha, phải thuộc bài nữa ha. Trời ơi, nhìn mà nó não lòng á. siêu lý ba đó, siêu lý mẫu giáo ba đó là lúc ban đầu nó đông lắm à. Mấy mươi người đấy. Mấy mươi người đó cho tới tới giờ cái rộng hả? Tới giờ rộng hả? 40 ha, 40 giờ còn 8, không đủ 10 người để mở lớp mới luôn á. Bây giờ thấy nó sầu đời vậy đó. Chứ đó mà không có học hành thi cử á, bảo học hành thi cử mà vô mà nghe pháp thoại gì thôi đó đảm bảo luôn á, vô hì hì luôn á. Nhưng mà cái bên kia thì không được, cái bên kia bởi vì đó là cơ bản, nó là cơ bản đó, mình phải có nền tảng để mình đi lên. Cái gì đó mình không có học thuộc đó là mình không có đi tiến ra được. Còn như môn này đó là thôi ê, mình lụm được nhiều lần có bắt buộc. Thì cũng đang suy suy tính đó, thì đang suy tính đó bạn anh. Tại vì đó nếu như mình đi tiếp á là chỉ có 8 bạn thôi, rồi có một số bạn đó là người ta chờ đó, đăng ký chờ sẵn, cho nên thì phải cân nhắc làm sao cái thời gian đó thì nó giới hạn mà để nó đem đến cái sự ích lợi nó nhiều nhất. Thì đây thầy vẫn đang chờ ha, đang chờ coi tình hình nó làm sao để thầy lựa chọn. Rồi quý vị có hỏi gì đó thì thoải mái hỏi ha. À, bên bên tài lộc mà coi mấy quý vị mà đã đăng ký học đó mà vào đủ thì chắc hay không để cho quý vị hỏi han gì đó hỏi. Quý vị đã biết được cái chương trình đào tạo Phật học hết chưa? À, ai mà chưa biết đó thì thầy giới thiệu lại cái hệ thống đó cho. À, từ Phật học cho đến siêu lý cho đến Bát Thanh Á đó à. À như này chắc bữa nào để làm một cái bài báo cáo nho nhỏ trong hội nghị tới để trình bày về chương trình đào tạo này để quý vị có biết ha. Đi thì thôi đi câu giờ ha, câu câu giờ thì giới thiệu xíu chương trình về cái chương trình Phật học. Ở trung tâm đã xây dựng hoàn chỉnh ba cái hệ thống đào tạo à, có thứ lớp à, đó là Phật học căn bản rồi siêu lý học
và duyên, duyên hệ hay là pháp thú là Bathana đó. Thì Phật học căn bản nó có bậc tiểu học 5 lớp, bậc trung học nó có 7 lớp, bậc đại học có 6 lớp, bậc cao học có 6 lớp, bậc quảng học có 8 lớp. Là toàn bộ Phật học căn bản nó nằm ở đó hết. Abhidhamma đó, Abhidhamma thì là có thêm cái giai đoạn mẫu giáo nữa. Cho nên mình thấy đó, có các lớp sơ học. Sơ học nó có 5 lớp, rồi sau đó mới vô tiểu học, trung học, đại học, cao học, quảng học. Giống như cái lớp bên kia. Duyên, duyên thì là giống như Phật học căn bản này, cũng có tiểu, trung, đại, cao, quảng. Đó là ba cái chương trình đào tạo chính yếu, là coi như quét sạch toàn bộ cái ba la mật đó rồi đó. Xin lỗi, toàn bộ cái Phật học rồi đó. Và hạnh nguyện ba la mật thì là tách ra riêng. Hạnh nguyện ba la mật thì tách ra riêng. Mặc dù là trong cái chương trình đào tạo cũng có đó, nhưng mà sợ đó là mình dạy chưa tới đó nữa đó, cái mình ngõm mày. Cho nên thành ra thôi thầy cái ngắt cái đoạn nó ra, thì ngắt cái đoạn ra cái thì dạy trước, cái này nó quan trọng quá. Chứ hạnh nguyện ba la mật nó nằm ở trong cái chương trình đào tạo á. Tương tự như vậy thì cái gì nào đó mà nó trọng yếu quá mà mình sợ mình chưa có sống được tới đó đó để mình dạy hết á, thì ngắt ra rồi mình dạy trước. Này, đây là so sánh ha, so sánh cái chương trình đào tạo của ba cái lớp đó ha, Phật học căn bản, siêu lý học và duyên hệ. Thì chỉ có siêu lý đó thì nó có là mẫu giáo thôi, mẫu giáo 1, mẫu giáo 2, 3, 4, 5. Thì quý vị đó mà đang học mẫu giáo 1 là quý vị lớp khóa 4 hay gì đấy. Nó học quý vị mà học khóa 4 là học đến cái gì vậy? Học đến khóa 3 chứ hả? Khóa 3 mới xong hả? Đúng không? 1 2 3 khóa 3 mới xong là mình học được 4 bài này rồi nè. Đó, 4 bài này. Mình chuẩn bị lên mẫu giáo 2. Mẫu giáo 2 nó có 7 bài. Mẫu giáo 2 có 7 bài xuất thọ hỷ ưu khổ lạc xả. Thì mình xong 7 bài của mẫu giáo 2 cái mình lên 5 bài của mẫu giáo 3 là tưởng tư nhất hành mạng quyền tất ý. Tưởng tư nhất hành mạng quyền tất ý này đó bên lớp khóa 1 á, lớp 3 đó đang học bài tưởng à. Ủa qua 4 rồi chứ, qua 4 rồi. Tưởng rồi xong cái 4 rồi còn nhất hành mạng quyền tất ý nữa. Còn xa lắm con ơi, chứ chưa có xong đâu. Đừng có mơ, không có dễ ăn vậy đâu. Đó, mẫu dấu 3 đó. Rồi xong cái này đó, rồi bắt đầu mình qua mẫu dấu 4 là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục là mẫu dấu 4. Mẫu dấu 5 là bắt đầu đi vô nhóm tánh bất thiện nè. Hay là các tâm sở, hay là các cái thực tính pháp bất thiện đó. Là si vô tạm vô quý phóng vật ở qua mẫu dấu 5. Đó là hết 5 lớp bậc sơ học. Hết 5 lớp bậc sơ học rồi xong bắt đầu mới qua tiểu học. Bắt đầu qua tiểu học. Qua tiểu học á, thì tất cả các cái lớp đều bắt đầu có hết à. đều có hết. Ví dụ như bên Phật học căn bản là quý vị đang học đó. Quý vị đang học cái buổi nào nhỉ? Cái buổi thứ 6 à. Quý vị đang học về lịch sử xã hội Ấn Độ thời Đức Phật. Quý vị đang học cái lớp đó đó. Mà cái bên Bathana buổi sáng nhỉ. Bathana nhỏ mới đó, Bathana khóa mới đó, thì đó quý vị đang học về tổng quan về Bathana, mới học á, mới ký hiệu Bathana thôi, mới xét có mẫu đề tam thôi, đúng không? Tam hay nhị rồi đó, qua tới nhị rồi. Đó là quý vị đang học ở đây nè, đang học ở chỗ này, mà mình định được cái vị trí của mình nha. Đó mà đang học đây, rồi đó mà quý vị mà đang học bên cái lớp buổi tối thứ bảy. Quý vị đang học cái lớp vào buổi tối thứ bảy thì quý vị đó là qua được tới này nè, tổng quan về duyên rồi nè. Quý vị đó đang học tổng quan về duyên rồi đó. Là cái này đó vô rất là nhiều vấn đề. Vô rất là nhiều vấn đề mà cũng sắp xong rồi. Cái lớp buổi tối đó là cũng sắp xong rồi, còn có phần nữa hả? Còn phần gì banh nhát tí thôi, banh nhát tí đó. Đó là coi như là mình kết thúc đó, là thi kết thúc của lớp 2 để hòa duyên lớp 3, là tổng quan về thực tính. tổng quan thực tính này đó nó gồm hết trơn ha. Quý vị coi mẫu giáo đó là siêu lý đó. Quý vị mất 5 lớp siêu lý nè, thấy không? Rồi đó lên tiểu học nè, tiểu học là 6 bài của tiểu học lớp 1 nè, rồi sân tật lẫn hối là lớp 2 nè, tín niệm tạm quý vô tham vô sân hành xả là lớp 3 nè,
Tịnh khinh nhu thích thuần chánh thân tâm nè, là lớp 4 nè. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ trí tuệ là coi như lớp 5 là xong. À, là xong cái phần gì? Phần tâm sở thôi à. À, là cái thực tính pháp bao gồm tâm và tâm sở xong rồi đó. Rồi các quý vị qua bắt đầu thực tính sắc nè. À, sắc nghe là đất nước, à, lửa gió nè, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị nè. Rồi sắc tính nam, sắc tính nữ nè, sắc mạng quyền, sắc ý vật nè, sắc vật thực nè, sắc thần kinh nè. À, các sắc còn lại nè, thì gom hết đó là quý vị thấy là tới lớp 9. À, là quý vị ha, học siêu lý nha. Quý vị học siêu lý à, là quý vị học tới lớp 9, thì quý vị mới hết các cái thực tính cơ bản của tâm, tâm sở và sắc pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp. À, ba yếu tố đó học tới lớp 9 là mới hết đó, siêu lý nha. Trong khi đó duyên, gồm hết trơn đó, 9 cái lớp, hàng 9 với... Với 5 hả? 9 với 5 là 14 chứ ha? 14 lớp đó, gồm hết vô trong lớp 1, tổng quan về thực tính pháp. Đó, Bách Thành Á đó, Bách Thành Á học vậy đó. Cho nên á, bên đây đó học một lớp rồi qua bên kia đó, quảng diễn ra ra mười mấy lớp vậy đó. 9 với 5 là 14 lớp ạ. 14 lớp đó gồm diện lớp này hết. Mà dĩ nhiên á, cái học ở tổng quan về thực tính pháp của bên Bách Thành Á nó sẽ khác à. Nó không có nhiều khê, không có chia chẻ ứng dụng này kia đâu. Vô bụp ha. Thì thầy tính hết rồi, thầy chuẩn bị đó. Cái lớp buổi tối đó qua tới Bách Thành Á đó, qua thực tính đó. Cái thầy phải bổ túc, phải mở một cái lớp bổ túc về bản niêu chi pháp. Tại vì đó mình vô thực tính pháp á, không có thuộc bản niêu chi pháp không được. Thành ra thì đang nghĩ tới á, phải sẽ nhắc thêm một cái buổi á, để mà học cái bản niêu chi pháp. Đấy, đặng mà cho những quý vị nào mới nè, là thậm chí cũ nữa, nhiều quý vị cũng chưa có thuộc bản niêu. Mà mình không có thuộc bản niêu đó mà học siêu lý đó khó lắm, phải thuộc mới được. Đó, cái tổng quan về thực tính á, để học được lên cái lớp 3 đó, các thầy phải bổ túc thêm một cái lớp nữa, một cái buổi cách tuần nữa, để mà học bản niêu. Thuộc bản niêu mới được á. Rồi đó, bên Phật học căn bản thì quý vị thấy không, từ qua lớp 2 là thân thế của cuộc đời Đức Phật, lớp 3 là lịch sử truyền thừa giáo pháp, lớp 4 là Phật pháp tăng, lớp 5 là ân đức tam bảo. Quý vị thấy không, bên Phật học căn bản thấy học vui hả? Phật học căn bản là học đúng nghĩa của cái chữ căn bản luôn á, không đâu vô gì nhiều đâu. Quý vị mà đang học đó, quý vị có khỏe không? Rất chi là thoải mái. Tới cái hè tới nè, tại vì một số quý vị giảng sư đó của lớp 2, 3, 4, 5 á, chưa có thời gian. Thành ra chưa có soạn kịp. Tới hè này đó, cái thầy sẽ đốc thúc quý vị đó để soạn bài. Đã mà hè đó, quất hơi một năm lớp luôn. Tới lớp 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, khai giảng lượt một luôn. Đó là mình học cái tiểu học nó phải quần tới quần lui vậy đó, để cho nó dễ nhưng mà mấy vị giảng sư đó chưa có soạn kịp, mấy vị giảng sư đó còn nhiều cái công ăn chuyện làm quá à. Thành ra thì cũng phải chờ vậy đó. Công ty là cái bản niêu đó hả? Phải thuộc đi con. Hồi đó thì dán khắp phòng trơn vậy đó, chỗ nào thì cũng dán chân, đầu nằm cũng dán, cửa nhà vệ sinh cũng dán, cửa ra vô cũng dán, chỗ nào cũng dán chân á. Mình dán trong phòng thì thôi, không dám dán ngoài, thiên hạ tưởng đâu dán bùa nữa. có mình dán để mình thuộc. Trời, học cái đó nó cũng mệt lắm á, chứ mới đó là mình học cái đó mình cực lắm. Nhưng mà đó mình thuộc rồi cái mình thấy trời ơi, cuộc đời nó sáng lạng á. Cái bản niệm lúc nào nó cũng nằm trong đầu mình hết trơn á. Đụng cái nào cái là trong đầu mình nó khoanh cái vùng đó, hiện nó phóng cái to cái vùng đó lên, nó coi tâm niệm gì vô, tâm sở gì, tâm sở gì vô, nhóm sắc gì, nhóm sắc gì vô đó, mình thuộc nằm lòng vậy đó. Trời, nó dễ gì đâu á. Cho nên nó phải cố gắng học ha, phải cố gắng học, phải thuộc mới được. Nếu mình không có học về lịch sử thì mình có bị thiếu hụt không? Có còn có những cái quý vị đó mà người ta không có cần học lịch sử giáo pháp, người ta không có biết là lịch sử truyền thừa, không biết thân thế, không biết những vấn đề cơ bản, người ta vẫn có thể tiến được là bởi vì người ta đã có cái nền tảng hạnh nguyện ba la mật từ trước rồi. Cho nên người ta đó gặp một cái sự gì
và hợp lý là người ta tin liền à, người ta không có dùng dằn hiểu không? Nhưng mà nếu như cái người mà không có cái đó không có cái đó thì sao? Dùng dằn lắm, nghe vậy đó, biết vậy đó, đồng ý vậy đó chứ không có làm. Cho nên mà mình phải ra tăng cường học lịch sử để cái người đó có lý do, khi mà họ dùng dằn đó cái họ nhớ lại bài học à, cái này là quý lắm nè à, không, cái này là được truyền thừa gì nè, cái này là có do cái ông đó nè, ông sống thời đó gì nè à, thôi mình cố gắng có cái lý do để mà mình cố gắng đó. Thành ra những cái quý vị mà còn hơi sơ cơ xíu đó thì phải học Phật học căn bản, cần bổ túc thêm à. Quý vị nào mà khá lên á, lên vô xử lý luôn à, quý vị nào mà xỉnh luôn ha, là vô trong bách thành á luôn, vô viên hệ luôn đó. Cái chương trình này nó có sẵn hết rồi, giờ đó là tôi thoải mái đó, cứ là thế quốc tới thôi à, cứ dạy tới hết lớp thôi à. À, mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã thiết kế sẵn hết rồi, cho nên á quý vị ráng giữ sức khỏe để học ha. Tôi cũng cố gắng gìn giữ để hướng dẫn nhiều nhất có thể, hết sức mình thôi. Nhưng mà đếm người mà bên kia đó nó hiếm hoi hi hữu lắm, mà bệnh nó khó lắm à, mà bệnh khó lắm, ít người học lắm. Trời ơi, kiếm cái người mà chịu học đó khó khăn à. À, bổ trợ đó, cố gắng là mỗi một cái lớp á mình duy trì là 10 người, 10 học viên cho một cái lớp bổ trợ. Như cái lớp này là dư rồi ha, lớp này là quá dư rồi. Lớp này mình vô mình nghe pháp thoại thôi, rồi mình ghi chép rồi trao đổi thôi. Thầy cũng sẽ cố gắng để nhét vô ha. Chắc chưa hả? Phải ok nha hả? Tại vì đó mà người ta không có học chung với mình á, cái mình đâu có bạn đồng học đâu à, cái mình không có cái điều kiện để mình học được rồi. Vậy là quý vị đã vô đầy đủ hết rồi ha à, thôi mình bây bắt đầu thôi à, vô cái phần số 2, phần là ôn tập về 24 duyên. Vì sao mà sánh ngang học phần 2 không học phần 1 mà vẫn cho quý vị mới tham gia vô, thì quý vị mới đó có cảm thấy bị ngợp không, có cảm thấy bị khó không, vân vân, thì xin thưa là không. Bởi vì cái phần này là ôn tập, phần này là ôn tập, cho nên nó là thật ra học lại lần thứ 2 đó chứ không có gì mới đâu. Học lại lần thứ 2 thôi à, ôn lại hết phần này, nhưng mà vô cái phần sau nữa ha, vô cái phần khác phần 3 đồ đó ha, thì nó hơi khó hơn này. Nhưng phần 2 này thì được, quý vị mới đó cứ sắn vô được, học chung được thoải mái, không thành vấn đề. Thật ra thôi cố gắng học nha, hy vọng là tới năm 2029 đó, thế mình nhìn lại đó, qua phần 3 đó, mình nhìn lại cái ồ lớp mình vẫn còn có người học, vẫn còn đông đúc ha. Chứ năm 2020 nhìn vô 2029 nhìn vô còn 9 người. thì cái lộ trình đó, cái lớp kia là học 6 năm rồi, thì cái phần mới này sẽ học 5 năm thôi. Ủa sao có mà xuống mà học 4 năm vậy đó. Mình tụt xuống từ từ. Thành ra quý vị ráng nha, mình ráng duy trì sự học nha. Khi nói đến vô hữu ly khứ, thì nói đến vô hữu ly khứ là chỉ nói đến sự ra đi, chưa nói đến quả gặt hái. Trong kiếp con người chúng ta không ngừng tạo và gặt hái mỗi ngày mỗi phút giây. À.
Rồi từ từ con từ từ để thầy vô thì sẽ xử lý cái đó. Rồi. Trước khi đi tiếp thì nói chữ vô hữu ly khứ ha. Vô hữu vô tức là không, hữu tức là không có, ly khứ tức là rời ra rồi. Rời rời bỏ. Thì đây là hai cái duyên nó đi kèm chung với nhau, nó là cái couple. Giống như là hai mặt của đồng tiền vậy đó. Giống như hai mặt của đồng tiền vậy đó. Chỉ có thằng này là phải có thằng kia chứ không thể thiếu được. Cái cặp khác đó là hiện hữu và bất ly. Hiện hữu và bất ly đúng là một cặp. Vô hữu và ly khứ là một cặp. Hiện hữu bất ly, hiện hữu tức là nó có thì nó không thể rời xa được, rời xa thì sao có được. Vậy thì cái gì nó có thì nó không có bị rời xa, không có bị tách ra, không có bị ly ra, không có bị ra đi. Rồi vô hữu tức là không có thì bắt buộc nó phải đi thôi. Ví dụ bây giờ đó mà bữa nay cái Quang có học cái lớp này đi, cái là hiện hữu rồi. Hiện hữu thì đó là Quang học ở trong lớp này đó, thì đâu có Quang đâu có đi đâu đâu, Quang đâu có đi chỗ khác đâu, thì nó là bất ly ha. Nhưng mà đó tuần nửa tháng sau nó vô lớp cái không có thấy Quang, không thấy Quang đó là thấy Quang ồ vô hữu rồi, vô lớp này không có, không có vô hữu là không có trong lớp này rồi, ly khứ cái gì đi rồi, đi đâu rồi, nó không có trong lớp này thì có nghĩa là nó đã đi đâu đó rồi. Hai cái này là một cái cặp ha, một cái cặp phạm trù đi chung với nhau như vậy đó. Đó được không, được không? Cảm ơn Tân ha, Tân có tách ra sẵn luôn. Thì về duyên đó, nó hay lắm, về duyên nó hay lắm, tức là nó tư duy đó, tư duy triết học không à, tư duy triết học không à, đó là bỏ vô đó ở trong đó những cái lập luận, những cái sự nhìn nhận đó có cái tính học thuật nó rất là cao. Nhưng mà đó mình không có đi quá nặng học thuật, mà mình sẽ đi theo cái hơi hướng ứng dụng, mình phân tích, mình đem ra cuộc đời đó để mình sử dụng, thì cái đó là thầy sẽ đi chính cái đó ha. Rồi khi nói đến hiện hữu và ly khứ, vô vô hữu và ly khứ thì là chưa nói đến sự ra đi, chưa nói đến có quả gặt hái, có nghĩa là gì vậy? Đó, thí dụ như đó hồi nãy nói đó, Quang đó ha, tuần sau đó là Quang vô hữu và ly khứ với cái lớp này, là chỉ nói cái chuyện là cái sự ra đi của Quang thôi, chưa nói gì đó cái kết quả, cái quả từ cái chuyện đó nó là cái gì, hai cái quả mà người ta nó cho ra từ cái duyên đó, từ cái mãnh lực đó là cái gì, thì chưa biết được. Giống như một cái người đó, giống như một cái người đó mà họ đã đi tu tiến rồi ví như một người đang tu tiến cái rời bỏ tu tiến đấy. Nhưng vì lý do gì đấy mà rời bỏ tu tiến, rời bỏ tu tiến tức là vô vô hữu và ly 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 khứ vậy, để tu tiến, để tu tiến chẳng. Thì hai cái duyên này, hai duyên này duyên này chỉ mới chỉ mới trình bày sự ra đi mất đi thì cái việc tu tiến, việc tu tiến phải chứ chưa xét gì đến kết quả họ phải nhận chịu, họ phải nhận chịu đó, kiểu giống như vậy. Còn đó xét với cái quả nhận chịu nữa thì đó là nó phải kèm thêm các cái duyên khác, nó phải kèm thêm các cái duyên khác. Nhưng mà khi vô hữu ly khứ nó đã sanh lên rồi, khiến cho mình rời bỏ một cái gì đó là tốt rồi, thì chắc chắn nó làm nhân cho cái quả hiện bài, chắc chắn nó làm nhân để cho cái quả hiện bài, là không thể tránh khỏi, không thể trốn thoát được. Vậy thà vậy ra cái chỗ này đó, hai chỗ này đó nó đưa đến cái gì, vô hữu và ly khứ với thiện thì nó cho quả gì, cho quả khổ khổ đạt. Vô hữu và ly khứ với bất thiện, với bất thiện cho quả an an vui.
Vô hữu và ly thứ với 300 cho quả giác ngộ. Rồi giờ học sinh điền vào chỗ trống. Điền gì vô trong chỗ trống đó giờ? Đây đó, cho quả giác ngộ. Đúng rồi, đúng rồi. Vô hữu và ly khứ với luân luân hồi, được chưa? Với luân hồi. Luân hồi. Cho quả giác ngộ. Nhớ, không phải chỉ dừng lại là vô hữu ly khứ với bất thiện, nhiều đó chưa đủ đâu. Cái nhiều đó đó nó mới đó đưa mình đến cái quả an vui thôi, nhưng cái quả an vui đó nó có bền lâu không? Không bền lâu. Cái quả an vui nó sẽ mất, cái quả an vui nó luân hồi. Nó có nó vô thường chi phối mà, nó còn bị trong cái dòng luân hồi quẩn quanh, cho nên cái quả an vui đó mà mất đi ta lại sầu khổ nữa. Ta đúng rồi, ta lại phiền não nữa. Đấy, cái quả an vui đó là quả an vui có cái tính tức thời thôi, nó không có bền lâu được. Thật ra đó, muốn mà lâu dài thì là phải ra khỏi vòng luân hồi luôn, tức là đưa đến cái quả giác ngộ, phải đưa đến cái quả giác ngộ. Lớn chứ con, lớn chứ. Người ta tu tập tới A Tăng kỳ kiếp là bao nhiêu kiếp trái đất á, chứ đâu phải là chuyện giản đơn là mình sống ngày bữa đâu. Nếu không bên ở ít năm á, bên gì là gì quên rồi, chọn nghề và chọn đích đời, phải không? Mình nói là mới đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho năm, thấy không, cho chục năm hay cho nhiều khi cho cả đời này, cái mình thấy trời ơi nhiều quá, trời ơi sao mà lớn quá, trời ơi sao mà làm được. Trời ơi, qua đây có là gì đâu. Qua đây có là gì đâu, qua đây là người ta phải tính là tính theo kiếp trái đất không hả? Qua đây nó khủng khủng khiếp lắm. Phải ngồi là mà tính kiếp trái đất là hết, trái đất này nó hư nó hoại đi rồi, nó nổ bùng bùng chéo mất tiêu rồi đó. Này ta phải chờ đến đến cái trái kiếp trái đất sao nó sanh lên được, cái ta phải tu tập tiếp, tu tập tiếp, tu tập tiếp nữa, tích góp tích góp tích góp, xong cái trái đất nó nổ cái bùm mất tiêu, cái ta phải tiếp tục đó, là tu tập tiếp đó. Phải phải gì đó, người ta phải tính như thế. Cho nên bên kia đó em bé bồng bồng lắm, học qua đây lớn lớn lên được chút xíu nè. Trong cái quả giác ngộ đó là phải đi đường cỡ đó đó, mà tùy ha, chứ nói vậy thôi nhỏ nó sợ. Tùy theo cái hạnh nguyện, có ba loại hạnh nguyện ha: hạnh nguyện toàn giác, hạnh nguyện độc giác và hạnh nguyện thinh văn giác. Thì trong đó nó là nhanh nhất á, nhanh nhất á là thinh văn giác. Thinh văn giác á là đi giác ngộ đó, nhanh nhất trong ba hạng đó. Thì nếu bây giờ đó một cái người mà có cái sự đầu tư tu tiến ngay từ bây giờ, hạnh nguyện rồi ba la mật đồ quyết liệt, thì có thể giác ngộ trong kiếp trái đất này. Có thể giác ngộ trong kiếp trái đất này, đến cái thời của ngài Phật Di Lặc đó, ngài Maitreya đó, là có thể giác ngộ được. Còn nếu như những quý vị nào mà đi con đường là đại thinh văn hay là trí thượng thinh văn hay là độc giác hay là toàn giác, thì phải chờ kiếp trái đất sau, phải chờ những kiếp trái đất sau, bởi vì đó là không có kịp tu tập á, đủ tích lũy ba la mật. Giống như mình muốn lên lớp vậy đó, mình muốn là thi được cái bằng tú tài bằng 12 đó ha, thì là mình phải học học lớp 1 nè, lớp 2 nè, học lớp 3 nè, học lớp 4 nè, học viên học lớp 12 nè, cái mình thi mình phải đậu mà được ra trường, đúng không? Đó đó mình được ra trường thì đó là mình cũng phải kinh qua ha, cái lộ trình đó. Mà cái đó đó là chỉ là thoát dốt thôi, thoát dốt thôi, gần mất 12 năm trời. Bây giờ mà muốn học thành thánh luôn á, trời ơi, đâu có phải là đơn giản. Nhưng mà vui một cái chuyện là gì, có lộ trình hết, có lộ trình hết, chương trình đào tạo có sẵn, thời gian có sẵn, học phần có sẵn hết rồi. Chỉ có cái là gì, làm thôi đó, chỉ có cái làm thôi, mà không chịu làm nữa thôi rồi luôn rồi. Ai mà muốn hành thánh thì phải cố gắng. Và chỉ có cái con đường đó thì nó đưa đến cái an vui là tuyệt đối rồi, đó là cho quả giác ngộ.
Còn lại những cái trên đó thì nó vui bả mớ lắm. À, sáng vui chiều khổ, sáng khổ chiều vui, luôn hồi mà. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Chỗ này ha. À, thì mình cũng đừng có ngại là trời ơi sao mà xa dữ vậy. Đời này tôi sống ngày mơ còn không biết mơ ăn cơm cái gì nữa. Thì học từ từ, học từ từ. Ví dụ mình suy nghĩ vậy trong lòng là mình biết rồi đó. À, cái này là căn cơ của mình nó cũng còn yếu dữ lắm. Căn cơ của mình nó còn yếu dữ lắm. Mà người khác đó người ta nghe như vậy đó, người ta quan hỷ lắm. Khi mà đó tôi nghe đó, khi mà trong những cái lần đầu tiên á nghe sư Sáng Nhiên giảng về cái lộ trình tu tập của toàn giác, của độc giác, của thinh văn, của này vân 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 vân, thôi mình nghe mình quan hỷ, nghe mình vui lắm, mình ô cái này hay nè, cái này mới là cái mà mình phải làm nè. Đó, mà muốn vậy đó thì quý vị trước đó mình phải là có những cái hiểu biết cơ bản trước à. Những cái hiểu biết về các cái thế học này kia nọ mà mình thấy nó kỳ, nó sao á, nó không có đúng, nó sai sao đó. Mà nhiều khi mình chưa có biết nó sai đâu, nhưng mà mình thấy là mấy cái thế học đó nó cũng được, nhưng mà nó không có rốt ráo, nó không tới đâu hết rồi. Thì khi mà mình nghe được cái lộ trình mà tu tiến như thế đó, mình quan hệ đó, nói ồ đó, cuộc đời tôi là phải làm cái này nè. Các quý vị thấy khác hả? Nhưng mà đó cũng một người nghe và cái lộ trình đó cái trời ơi quải chị đậu luôn, làm sao mà tu nổi, tu đời đời kiếp kiếp sao mà tu nổi đó. Hai quý vị thấy hai cái cách tác ý không? Hai cái cách tác ý là nó đưa đi khác nhau hết, nó chuyển khởi đi hết, đến đích nó khác nhau trường luôn đó. Cho nên đó mình phải để ý những cái cách mình đó, mình nhìn nhận, mình suy nghĩ như thế nào. Cái đó nó cho biết cái căn cơ của mình đó, nó tới đâu. Mình biết căn cơ của mình tới đâu đó thì mình nó mới dễ dàng ha, mới dễ dàng. Còn á không biết căn cơ của mình thì mình ảo tưởng không mà khổ. Đấy kìa, vô hụt ly khứ. Rồi đó là nói về cái vô hữu ly khứ với thiện, vô hữu ly khứ với bất thiện, vô hữu ly khứ với luân hồi. Đó, bây giờ đó mình coi cái bản thân của mình á, mình đã vô hữu và ly khứ với cái thiện nào, với cái thiện nào mà hầu đó tới giờ đó mình không học cái này có cái điều đúng tốt vậy đó mà mình rời xa đi, mình bỏ. Ví dụ như hồi nhỏ đó, cái mình được cô giáo dạy cho cái điều tốt rồi đó mà mình lì mình vô hữu ly khứ với cái lời cô dạy. Mình nó làm theo của mình thôi à, bấm chành hết trơn luôn. Nhớ lại, hồi tưởng lại, ghi ra hồi đó nè, cái này nè, đáng lẽ ra là mình phải là hiện hữu nè, bất ly nè, mà bây giờ mà hồi đó đó mình vô hữu ly khứ chất quốc hết trơn này, đặng chi rút kinh nghiệm cho hiện tại ha. Vậy thì hiện tại nè, còn ví dụ mình đang đi học nè, đó, học trung tâm nè, cái có bài tập bài vở có bài tập đó, cái mình hé mình coi đó, mình hé bự quá đó, cái nó thấy sao hiện hữu sao, mở bự ra mình thấy cái đề bài tập hiện hữu sao, mà hiện hữu nó bất ly, cái mình phải làm sao, rồi mình úp lại úp lại mình vô hữu ly khứ nó đó, mình chỉ đó. Rồi cái mình đâu có biết gì đâu, chứ mình học cho lắm vô đó, rồi cuối cùng hỏi là không nhớ gì chân tại sao không làm bài tập, không làm bài tập. Đó mình vô hữu ly khứ với bài tập hết rồi thì đó mình đưa cái quả, quả làm sao mà ăn vui được. Cái quả là gì? Quả bị chửi hỏi tới không biết gì trơn. Rồi ra cuộc đời thật sự á, đi làm dấn thân vô gặp người này người kia trao đổi đồ đó, cái học biết cái gì hỏi tôi nó cái này học rồi mà, cái chỗ này nè, cái chỗ này nè đó, thấy không, không học bài. Không học bài đó, phải rút kinh nghiệm mấy cái đó, nó gần gũi trong đời sống mình lắm chứ không có đâu xa trơn á. Rồi vậy thì mình phải ngồi mình liệt kê ra nghe, coi mình vô hữu ly khứ với cái gì, vô hữu ly khứ với cái thiện thì mình sửa lại ha, ghi cái mũi tên ra tôi phải thay đổi làm sao vô hữu và ly khứ với bất thiện quá tốt rồi, ghi mũi tên ra quan hỷ duy trì sao rồi đó. Quý vị nào có hạnh nguyện ba la mật thì làm bước số 3.
phải làm bước số 3, tức là vô hữu và ly khứ với luân hồi. Thì như vậy đó, làm sao để nhàm chán luân hồi? Quý vị có thấy nhàm chán không? À, quý vị đó, có ba la mật rồi mà vẫn còn mê luân hồi đó. Đó, là quý vị coi như tiêu rồi. À, quý vị tiêu rồi, rồi quý vị hiện hữu bất ly với luân hồi thì làm sao quý vị cho đi quả giác ngộ được? Là xa vời lắm. À, đó, phải ghi ra ha. À, các bạn cũng vô hữu ly khứ với chuyện học dữ lắm. À, mà sao quả khổ đau bị chửi hoài vậy? À, vô hữu ly khứ với chuyện học. Thì bởi vì mình vô hữu ly khứ với chuyện học cho nên mình bị chửi là đúng rồi. Ờ, mình vô hữu là mình đâu có học đâu. Mình ly khứ mà rời chuyện học rồi thì đó là mình bị chửi. À, quá chính xác ha. Nhân quả hiện bài. Ừ, hỏi câu nhân quả hiện bài luôn ha. Hay dễ sợ bởi vậy. Phát thú mà, mình học viên mà nó hay vậy đó. Nhầm nó cho nó đúng pháp đó. Ừ. Thôi, đó, một cái người đó mà họ hiện hữu và bất ly với cái chuyện học nha. Họ hiện hữu và bất ly với chuyện học chắc không? Chắc hiện hữu với bất ly với chuyện học không? Giờ tôi hỏi bài nghe, tôi khảo bài, trả bài liền, thuộc bài không? Không thuộc bài, sao dám nói hiện hữu bất ly? À, đó, sao dám nói hiện hữu bất ly? Được không, được không? Hiện hữu bất ly là chi? Là mình đâu có quên đâu. Mình đâu có quên đâu. Ông thầy hỏi vô đâu trả lời liền. Cái nào chưa học, không biết, ok, đúng. Chưa học đâu biết. Nhưng cái học rồi, hỏi biết không? Quên rồi, đó. Bất ly dữ chưa? Không, bất ly dữ chưa? Đó, cái đó là đâu có đúng đâu. Cái đó là vô hữu ly khứ rồi. Tức là nó phải theo một cái chuẩn hiện hữu bất ly, chứ không chơi theo chuẩn tự chế. quá mặt được cái người vô hữu ly khứ thôi. chứ cái người hiện hữu bất ly đó là qua mặt không được. cho nên nó phải học, phải học mới được, phải học phải nhớ, phải ráng nhớ đây ha. Thực ra tôi đâu có phải trả bài từng câu chữ đâu. Cái quan trọng là quý vị phải tới lui với kiến thức mới được, phải thường suy ngẫm. Quý vị mà có cái sự thường suy ngẫm đó là quý vị thấy là cái sự nhớ của quý vị nó cải thiện nhiều lắm. Quý vị phải có thường suy ngẫm. À, thường suy ngẫm nhớ. Học rồi buông ra rồi quên à. Thậm chí về lật cuốn tập để học bài rạo xong trả bài xong cũng quên à. À, phải suy tư. À, phải suy tư, phải đưa cái tự tư vô mới được. À, làm gì đó quý vị hoài luôn đó. Mỗi một cái lần mà tôi đi giặt đồ là coi như là nó ra bao nhiêu là chuyện. À, nó ra bao nhiêu là chuyện, tại sao? Suy nghĩ. À, có thể á, tôi xử lý lại cái quy trình cũ. À, nói là vô ngã gì thì ai tu, ai giác ngộ, ai chứng niết bàn. Đó, thế cái bắt đầu mình ngồi, mình giặt đồ đó nhưng mình suy nghĩ. Ờ, vô ngã mà ai tu, ai giác ngộ, ai chứng niết bàn. Đó, mình phải đi trở lại tu cho là mình, cái này nó sai đâu nè. À, rồi phải giải thích gì nè, cái chỗ này là chỗ này là nó không đúng nè, lập 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 lập. Ví dụ như cái đó mà nó đã qua rồi, cái mình biết rồi. À, cái mình biết rồi đó. Cái mình biết rồi thì mình bắt đầu mình nhớ lại, mình xử lý. Còn không đó thì bắt đầu mình lựa cái chủ đề khác. Lựa chủ đề khác, ví dụ như cái quá trình phân tích nó diễn ra làm sao ta? Phân tích. À, như vậy thì làm sao trong cái giới trình đận đầu óc của mình nó có được cái sự phân tích vậy? Cái sự phân tích nó đến từ đâu, quy trình như thế nào, bước 1, bước 2? Đó, bao nhiêu thứ hay ho. Rồi tư duy. Ví dụ như giờ tư duy 2 chiều mà bây giờ chuyển qua tư duy 3 chiều thì chuyển sao đấy? Làm sao mà để từ 2 chiều mà qua 3 chiều được? À, và 2 chiều là gì mà 3 chiều là gì? Mình suy nghĩ tùy từ. À, tùy từ. À. Đau đầu hả? À, đau đầu là tại vì mình suy nghĩ không ra đó con. Mình suy nghĩ ra đó là mình quan hỷ lắm. À, mình đi phơi đồ mà mình quan hỷ lắm. À, còn mà mình giặt đồ mà mình suy nghĩ không có ra là mình nhức đầu phải rồi. Là tại vì đó, cái vốn của mình chưa có nhiều.
À, cái vốn chưa có nhiều thì nâng cấp cái vốn lên thêm tí nữa, nhiều nhiều lên tí mình mới ra được. Đó là giờ là phải tập ha, là phải tập. Vô tính hỏi mà quên á, ghi lại, giặt đồ xong là phải chạy ra ghi lại liền. Ê, đang nghe vô lại hỏi. Tự ra cho bản thân về ba tỷ rồi, quý vị ghi đi ha, ghi xong thì cho hay những cái gì đó mà thiện mà mình vô hữu ly khứ đó ghi ra, đặng mình biết sửa không có vậy nữa. Vậy là chú tâm trong công việc đang làm, mình đâu giờ mình chú tâm được đâu, đâu bao giờ đó là mình chú tâm á, là toàn diện cho chuyện mình làm một cái. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không có thánh, mình chưa phải thánh, mình chưa phải thánh, cho nên thành ra đó mình phải tận dụng. Ví dụ mình thấy mình cũng dở, có nhiều quý vị nói đó nghe pháp đó mà phải ngồi ngay ngắn nghiêm trang không rồi các kiểu để mà mình nghe, thôi xưa rồi diễm, xưa rồi diễm, cái đó dành cho bậc thánh đó, chứ không dành cho tôi. Tôi trồng cây tôi cũng mở lên tôi nghe thánh nhiên nói nghe ngày chính mình nói tôi giặt đồ mà đến bữa nào giặt đồ cái tôi không có suy nghĩ mấy cái kia, tôi mở lên nghe nói. Tại vì sao vậy? Tại vì mình biết mình dốt tại vì mình biết mình dốt. Làm gì có niệm, trời ơi, làm gì có niệm, mình mơ à. Niệm còn chưa chắc có nữa đó, chứ huống hồ chi mà chánh niệm. Mình nghe nói là thiền chánh niệm rồi đó, quan tưởng làm gì có. Tại vì quý vị biết đó, mà chánh niệm mà nó sanh lên đó là bảy cái chánh kia có lượt luôn á, là thánh tại lúc đó đó. Bộ giỡn hả? Không có đâu, đừng có mơ, mình đừng có mơ. Mơ không thấy mờ mờ thôi chứ không giờ thấy thiệt được nữa. Mình phải biết mình là ai. Cho nên thành ra đó mình biết mà mình còn phóng dật không, còn phóng dật mình còn phóng dật, cho nên mà mình vừa phóng dật mà mình vừa ngu nữa mình vừa phóng dật mình vừa ngu đó. Thôi bây giờ đó mình trị bệnh ngu trước đi, phóng dật để sau đây phải phóng dật đó rồi nó còn xa lắm mà mình mới mới đoạn trừ được đó chứ đâu có dễ được đoạn phóng dật được đâu. Cho nên thành ra thôi bây giờ đó mình đoạn ngu trước đi, mình thấy mình ngu nhiều quá mình làm sao cho mình bất ngu, rồi cái bắt đầu mình nghe mình học hỏi đi mình bất ngu, chứ mình không có ảo tưởng, mình không có ảo tưởng. Còn cái như vậy là không có nên nè. Ví dụ mười làm việc ha, mình mở nhạc sập sình đồ nhạc cái gì đó barue gì đó không barue barack barack gì đó mình mở lên để mình nghe nó tập trung rồi đó, cái đó là không có tập trung nha, cái đó là không đúng, cái đó không đúng. Cái đó không đúng. Chủ nhớ mà mình là làm việc mà cần cái sự chú tâm thì thôi mình dẹp hết luôn đi, khỏi làm gì hết. Nhưng mà đó mình giặt đồ không cần chú tâm, mình giặt đồ không cần sự chú tâm, cho nên thành ra cái đó không quan trọng, cứ mở nghe thoải mái. Tôi làm vườn tôi đi tưới cây tôi cũng cần cái sự chú tâm, cho nên tôi nghe thoải mái. Nhưng quý vị ngồi làm việc, ví dụ tôi soạn giáo trình mà đừng có ai mà lợi mà mở nhạc cái hình hình lỗ tai tôi nghe, làm sao mà tôi soạn được. Cái đó nó cần cái sự chú tâm, cái này liên quan tới tâm lý học liên quan tới cái sự ghi nhớ. Thì có rất là nhiều các cái nghiên cứu và phần lớn đó là điều chấp nhận là khi mà mình làm một cái việc gì đó mà cần cái sự tập trung đó thì mình phân tán ra không được, nhưng mình làm cái gì mà không cần sự tập trung đó thì phân tán được hết à. Ủa bị rớt hả? Nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Alo, alo. Ok. Đó giống như đó, giống như quý vị thấy đó, quý vị mà chạy xe, quý vị chạy xe, đó, ta bảo là hãy chạy xe trong chánh niệm, đó, làm gì chánh niệm được, làm gì chánh niệm được, không có đâu, quý vị câu rồi quý vị chạy xe được, có phải lúc nào quý vị cũng chăm chăm có niệm không? Làm gì có niệm còn không có nữa đâu mà chánh niệm. Đâu có đâu nhưng mà quý vị mới thấy hay nè, quý vị chạy xe quý vị suy nghĩ cái chuyện trên trời gì không có biết, nhưng mà hồi đó quý vị cũng tới nhà, ví dụ không tới tới nhà mình thì cũng tới nhà thương. Thì đó là lần nào cũng tới
Quý vị hỏi á, về suy nghĩ đi cho đề mục á, tại sao mình chạy xe đó mình không có chú tâm vô đó, mà một hồi mình vẫn tới nhà đúng nơi đúng chỗ, thắng cụp ngay trước cửa không thắng nhà hàng xóm. Có chỗ quý vị suy nghĩ đó không? Tại sao không? Tại sao hay vậy không? Thì xét ha, lý giải, dùng Phật học lý giải cái chuyện đó siêu đỉnh luôn á. Nhưng mà cái này để cho quý vị làm đi ha, này không có nằm trong hạng mục của tôi. Nước chảy tràn lan. Ủa, đâu có, mình đâu có mở nước đâu mà mình chảy tràn lan. Mình mở đủ mình giặt đồ thôi, chứ mình giặt xong rồi chừng nào mình xả đồ mình mới cần mở nước chứ. Chứ mình giặt đồ mà mình mở nước tràn lan vậy đó, rồi còn xà bông đâu giặt trời. Đúng không? Cái này không phân định được giặt đồ và xả đồ rồi. Không, xả đồ là nó khác rồi, mà giặt đồ là nó khác rồi. Ừ, chạy xe nhìn đường lát con mắt luôn ha. Vừa giải toán vừa nghe xử lý mẫu giáo được không? Vừa giải toán vừa nghe xử lý mẫu giáo, một hồi cái mẫu giáo nó ở lại, toán nó đi mất. Khi mà những quý vị không có cần cái sự tập trung quá nhiều đó, đối với những cái việc không quá cần sự tập trung thì quý vị có thể nhét cái khác vô được. Trừ những cái chuyện mà quý vị rất cần cái sự tập trung thì thôi đừng có nhét vô, nhét vô làm không có cái gì ra cái gì hết trơn á, thì đó này không nên. Những cái chuyện giống như tôi mô tả như là giặt đồ nè, không đi tưới cây nè đó, rồi những không có cần quá nhiều sự tập trung thì quý vị có thể tranh thủ là diệt giặt dốt lúc đó. Thay vì đó mình rèn cái khác thì mình hãy diệt giặt dốt đi, tại tôi thấy cái giặt đó nó nặng quá, tôi thấy chánh niệm chưa có, niệm chưa có nên mình thấy mình ngu, mình lủng mất tiêu rồi. Được nghe, nhưng mà vừa nghe giảng mà vừa nhớ vừa làm bài tập nghe. Tại vì mình thấy đó, cái thọ mạng mình không có đủ để học, học không có kịp, nó nhiều quá. Tôi không có kịp á, tôi nghe à, có hai ông sư à, ông giảng à, mà tôi nghe múc mùa mà không có kịp nữa đó. Tại vì lịch tôi nó cứng hết trơn này, phải tranh thủ lắm. Nhưng phải tận dụng. Ơi, khi nào đó mà quý vị mà chuyển qua pháp hành, quý vị chuyển qua pháp hành là minh sát đó, thì nó khác. Nó khác. Còn khi quý vị còn đang là pháp học thì diệt giặc ngu trước, diệt giặc dốt trước ha, rồi sau đó là từ từ mới tới đằng kia. Qua pháp hành thì nó khác nhiều. Ngày sáng nhiên với ngày chánh minh đó, có hai vị đó đó đã nghe múc mùa luôn mà nghe không kịp, mở lên kìa, mấy cái tab mở sẵn lên vậy đó, rồi chống ra là nghe đó mà không nghe không kịp đó. Vô hộ ly khứ vô bất thiện, kiểu nói xấu người khác chậm hả, tức là mình không có dính vô mấy cái bất thiện đó. Mình rời xa hết mấy cái đó ra đó con. Có thể đó là cái hành động, nó có thể là nói, nó có thể việc làm, nó có thể là con người, nó có thể là môi trường. Hiểu không? Nó đa dạng lắm. Ví dụ mình có một cái môi trường, nó bất thiện quá à, nó ăn chơi nhậu nhẹt không à. Thôi bây giờ mình nó vô hữu ly khứ với nó. Rồi, hồi đó mình quyết định rồi, mình rời xa cái tập thể đó là một quyết định đúng đắn. Tại vì cái vô tập thể nó rất là bất thiện, mình né được nó ra đó là rất là tốt. Nó là nhờ gì? Vô hữu và ly khứ đó. Thì đó có nó. Nhờ vậy đó mà bây giờ mình ăn vui, mình khỏe, không có sầu khổ. Quý vị nào làm xong thì cho hay nghe. Hỏi nữa hả? Hỏi trả lời nữa nghe, trả lời nữa nghe, nó lâu nữa.
sau khi kết ca mình còn nhớ nội dung mình nghe. Nhớ chứ. Phải tập mà. Khi đó mà mình đa nhiệm đó là mình không có quá nhiều, quý hộ tinh bất quý hộ đa. Bây giờ hiểu không? Mình khi mình đa nhiệm đó là quý hộ tinh bất quý hộ đa. Nghĩa là gì? À, mình bắt được cái gì đó mình lấy cái đó vô rồi mình suy tư. Mình đó tận dụng triệt để cái chất liệu đó là sao không nhớ được. Còn khi mà mình tập trung á mình học chỉ có chuyện đó thôi thì mình quét sạch hết luôn. À, chứ không phải là quý hồ tinh bất quý hồ đa nữa. Biến đa thành tinh luôn. Này, một số bạn có học bên MB2 đó, bên tâm lý hàng năm á, mà bên lớp 2 đó có nói nhiều về cái sự ghi nhớ đó, trí nhớ đó. À, thì đó là các bạn biết nó rõ hơn. Thấy Tốt nhắn nè. Thì nhớ ra Tốt có học cái lớp đó. Ừ, đúng rồi đó, lấy cái chi đó chính xác rồi đó, cho nó đồng xanh với cái dễ nhớ là dễ nhớ đó. Rồi đó. Đa nhiệm nhưng mình cũng bắt một thứ một lúc hà, nghĩ đã kết vấn đề chứ cũng không quên. Cái chỗ đó thì phân tích đó thì nó còn mình phân tích mình phải chỉ rõ, tức là khi mà mình nói mình đa nhiệm tức là nó là một đoạn thời gian chứ không phải nó là một điểm thời gian nha. Nó không phải là một điểm, tâm chỉ biết được có một đối tượng trong một thời điểm thôi à. Nhưng mà sở dĩ đó mình sử dụng được nhiều đó là mình á, mình dùng cái kỹ thuật, nó có hai cái kỹ thuật chính. Cái kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật tâm quả, mình xài đó, tâm quả. Cái kỹ thuật thứ hai á là mình ngắt trọn đó, nó hai cái kỹ thuật đó đó để mình sử dụng. Tâm quả tức là sao? Tức là trước đó mình đã tác ý rồi. Ví dụ bây giờ tôi đang ngồi tôi giặt đồ, cái tay tôi phải giặt đồ. Thì bây giờ đó tôi tác ý là tôi đã phải giặt đồ. Thì lúc bây giờ đó là cái sắc pháp nó hoạt động thôi. Thì cái sắc pháp nó hoạt động rồi thì cái tay nó cứ giặt đồ thôi, chứ mình đâu cần phải suy nghĩ là mình phải giặt đồ sao nữa đâu. Sắc pháp nó cứ làm thôi, cái tâm mình đó nó sanh ra sắc, sắc nó có hoạt động được. Mình không cần phải gớ gì vô nữa hết á. Lúc bây giờ đó cái ý của mình đó, nó đi chỗ khác, nó làm việc, nó làm cái khác. Thì cái tay mình còn làm không? Cái tay mình vẫn còn làm chứ. Hàm sắc nó vẫn còn xanh mà, sắc nó trễ hơn danh mà. Hàm sắc nó vẫn còn xanh lên trong khi đó đó. Để mà nó làm việc. Trong khi đó thì tâm mình sao? Tâm mình nó bắt cảnh khác hay đi làm khác rồi. Lúc bây giờ là xài tâm quả. Tốt kịp không? Này quý vị học bên cái lộ thần thông á ha, thì nó mô tả nó kỹ hơn á, nó rõ hơn á. Chỉ cần cái vị đó có thông đó, cái vị đó khởi ý thôi á, là coi như là nó cứ diễn tiến theo thành tựu cái ý của vị đó. Kịp là được. Cái này thì chuyện lái xe. Chơi gian tôi kêu về suy nghĩ rồi cái hỏi hồi cái tôi nói luôn rồi. Nhưng mà đó mình phải biết á, tùy chuyện. Thí dụ như mình lái xe mình lái kiểu đó đó là mình lái hồi là tới nhà thương luôn á con.
tại vì có những cái tình huống á, nó xảy ra đó là cái tâm quả mình đó, là nó là kết quả thôi, nó chỉ là thu kết quả thôi chứ nó đâu có xử lý được cái mới đâu. Cho nên thành ra là ok, nó chỉ bon 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 gì tới nhà thì được, chứ mà bây giờ mà có đứa khác mà nó sắn ngang cái thì con đâu xử lý được đâu, tại vì lúc đó tâm quả mà, tâm quả nó chỉ là cho ra kết quả gì thôi à, chứ nó đâu xử lý vấn đề được. Cho nên chạy xe mà chạy gì thì rất là nguy hiểm ha. Ừ, đúng rồi, chút xíu đó mình sẽ thấy đó, sắc pháp nó sắc nó hoại à, chung chính xác là đúng rồi đó, là nó hoạt động đó, nó hoạt động ở trong cái chuỗi của nó thôi à, tới sắc pháp á, mà nó hoại đó là mình mỏi đó, cái sắc pháp nó hoại đó là lúc này nó sanh lên đó à, nó tác động ngược lên trên nó cái sắc kinh đó, cái lúc này đó, thân thức gì, thức quả bất thiện à, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân sanh lên bập đau quá, tỉnh lại thôi bỏ đề mục suy nghĩ trở về đổi tư thế. Đó là biết rồi à, sắc nó hoại rồi, nó hoại đủ rồi à, cái bắt đầu mình xài tiếp ha, mình lên dây cót cái mình xài thêm chút nữa à, chỉ tới nó hoại gì cái ô mỏi rồi đổi 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 kiểu gì đó. Nói chung là cũng vui lắm à, mình học rồi cái mình ráp ra đó, cái mình sử dụng đời mình nó nhiều cái nó vui lắm, tự mình để ý vậy đó, cái mình làm cái mình vui ơn à. Nói chung quý vị đó có thể ráp vô làm mà giặt đồ được nha. Ừ hơi trễ rồi, thôi tôi nói cho nhanh cái ngắt trọn luôn đi ha. Cái ngắt trọn là chi, là ở đề mục nào thì ở đề mục đó à, cho trọn đề mục đó xong rồi đó thì là ngắt, bỏ là bỏ luôn, chứ không có nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại là phóng vật. Được không? Ngắt trọn tức là cắt một cái là trọn luôn, tức là cái cảnh đó là cảnh đó là xong luôn, đứt ra luôn, không có quay trở lại nữa, mà là qua cái cảnh mới là cảnh mới luôn, mới xong hết rồi mới quay trở lại cảnh cũ là cảnh cũ, cảnh mới là cảnh mới, chứ không có nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại là nó phóng vật. Sẽ là ngắt trọn. À, thì đó quý vị, nó khéo khéo sử dụng, nó có hai cái kỹ thuật đó. À, được nghe bài tập này đó về làm à, bài tập này về làm, bữa nay học được à, hai câu. Bữa nay học được hai câu đó, mình học đó là ứng dụng, là mình học vậy đó, thấy khỏe không, thấy vui không, hai đâu bắt trả bài hay nên không trả bài là vui rồi. Rồi thôi nay nhiêu này thôi nghe, hết giờ rồi, giờ tới lớp khác rồi. À, quý vị giữ sức khỏe, nhớ uống nước. Bye 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 bye. Thank you.